Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Trong giai đoạn chuyển tiếp, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đầy đủ, có thể làm căn cước công dân khi không có sổ hộ khẩu được không? Trường hợp đã có thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo Điều 22 Luật Căn cước Công dân 2014, hướng dẫn bởi Điều 12 Thông tư 07 năm 2016, sửa đổi bởi Thông tư 40 năm 2019 của Bộ Công an, hướng dẫn thủ tục cấp thẻ căn cước công dân như sau. Công dân điền vào tờ khai căn cước công dân, trực tuyến hoặc trực tiếp. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu thông tin của công dân trong tờ khai căn cước công dân với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với cơ sở dữ liệu căn cước công dân để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân. Trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu. Trường hợp thông tin trên sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên tờ khai căn cước công dân thì yêu cầu công dân xuất trình giấy khai sinh, chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong tờ khai căn cước công dân. Như vậy, người đã có thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã từng được cấp căn cước công dân mã vạch hoặc đã được thu thập thông tin để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà mất hộ khẩu vẫn làm căn cước công dân bình thường. Khi nộp tờ khai, cán bộ tiếp nhận sẽ đối chiếu các thông tin tại tờ khai và cơ sở dữ liệu để xác định người cần cấp thẻ. Khi các thông tin tại tờ khai và cơ sở dữ liệu đầy đủ, trùng khớp và chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp giấy hẹn, trả thẻ căn cước công dân mà không cần đến sổ hộ khẩu. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích liên quan đến căn cước công dân gắn chip, hãy đăng ký kênh của Luật Việt Nam để được cập nhật các quy định mới nhất của pháp luật. Trường hợp chưa có thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo các quy định đã nêu trên, khi thông tin của người cần cấp căn cước công dân gắn chip chưa có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì công dân phải xuất trình sổ hộ khẩu. Vì thế, nếu người dân làm mất sổ hộ khẩu thì không tiến hành cấp căn cước công dân gắn chip được. Trường hợp này, người dân phải thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu trước khi thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân. Căn cứ khoản 2 điều 10 thông tư 35 năm 2014 của Bộ Công an. Trường hợp sổ hộ khẩu bị mất thì được cấp lại. Sổ hộ khẩu được cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp trước đây. Để được cấp lại sổ hộ khẩu, công dân thực hiện các công việc sau. Chuẩn bị hồ sơ gồm phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương phải có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Nơi làm thủ tục đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại công an huyện, quận, thị xã. Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại công an xã, thị trấn thuộc huyện, công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời gian giải quyết: trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải cấp lại sổ hộ khẩu. Sau khi được cấp lại sổ hộ khẩu, người dân tiến hành thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip như bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luatvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!